Các bạn thân mến, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cuốn sổ tay nhỏ tự làm này với một tờ giấy cứng A4. Với mỗi tờ giấy thì mình sẽ có làm một cuốn sổ nhỏ với 8 trang đó. Đầu tiên thì mình sẽ cần một tờ giấy, mình đã để sẵn ở đây rồi. Tổng cộng thì mình sẽ làm thành 3 mẫu. Tiếp theo thì mình cần băng keo hai mặt nè. Tất nhiên là các bạn có thể sử dụng những loại băng dính khác nữa. Kế tiếp thì mình cần có đồ trang trí là chữ nổi và một ít giấy hoa. Tiếp nữa là một tờ giấy hoa trang trí lớn, các thứ đó sẽ làm bìa sổ và không thể thiếu cây kéo rồi nha. Và với bước đầu tiên thì mình sẽ gấp tờ giấy lại làm đôi theo chiều dài, gấp đè khít lại rồi mở ra, gấp đôi chiều rộng rộng lại rồi mở ra. Sau đó thì gấp chiều rộng vào giữa tờ giấy. Và thế là bây giờ mình đã có 8 khung giấy rồi đây. Mình sẽ gấp cái đường ở giữa lại lần nữa, thẳng đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ cắt nha. Lấy kéo và cắt ở đây, chỗ chính giữa này nè. Cắt tới khúc giao nhau, ở chỗ là hai cái đường kẻ gặp nhau nè. Sau đó thì mình sẽ mở tờ giấy của mình ra và gấp lại theo chiều dài của nó. Bây giờ thì mình sẽ gấp cái phần đầu tiên, cái khung giấy đầu tiên, gấp lên phía trên. Sau đó thì mình có thể mở nó ra ở chỗ này. Các bạn thấy nè, ở đây có một chỗ để mở, ấn xuống. Mình sẽ chỉ lại một lần nữa nha. Ở đây mình đã gấp cái này lên phía trước và đồng thời mình mở cái phần chính giữa này ra, cái chỗ mà mình mới vừa cắt ấy, và sau đó thì lật gấp nó lại về phía sau, ấn xuống và làm khít lại. Và rồi thì các bạn có thể gấp cái khung giấy cuối cùng này lên phía trước hoặc phía sau lại, các bạn có thể tự chọn nha. Và xong, bây giờ mình có 1, 2, 3, 4, 4 mỗi tờ đều có thể viết được hai mặt hết nha. Mình sẽ làm tất cả hẳn và chắc lại một lần nữa. Và vậy là mình đã có một cuốn sổ nhỏ gấp được tờ giấy như thế này rồi. Từ những cuốn sổ nhỏ như thế này thì giờ mình có tổng cộng được 3 quyển sổ nhỏ. Và giờ mình sẽ dán chúng lại với nhau. Để làm thế, mình sẽ dùng băng keo hai mặt, xé một miếng và dán ở chỗ mặt trước này. Mình sẽ dán lên đây tổng cộng 3 miếng băng keo nha. Và dán phần đầu tiên vào ngay ngắn. Ở đây nhìn đẹp và rất vừa vặn với nhau phải không nè? Và với miếng thứ ba thì cũng tương tự như thế. Ở dưới, ở giữa và một cái ở trên. Rồi sau đó mình cũng dán lên trên luôn. Rồi, và giờ thì các bạn có cả một đống trang ở đây luôn nè. Nhiều chỗ để viết những dòng suy nghĩ nè, để ghi chú và tập về nhà, để đánh dấu những lịch hẹn hay là viết địa chỉ, tất cả mọi thứ mà bạn muốn ghi luôn nha. Và bây giờ thì mình sẽ dán nó lên tờ giấy hoa này của mình. Để làm thế thì mình cũng sẽ dùng băng keo hai mặt luôn nhé. Và cho phần này thì mình sẽ dùng nhiều hơn một chút xíu, dán cho ở phần phía trước nè. Và phần phía sau. Vậy là cần ở đây tổng cộng dán 4 miếng rồi nè. Úi úi ui, dán chặt vào tay mình luôn rồi. Rồi, và mình sẽ đặt cái này vào chỗ góc bìa nhé. Để sau đó thì mình có thể cắt ít nhất có thể. Giờ thì mình sẽ gấp nó lại cho đẹp nào. Tốt rồi, giờ chúng ta sẽ làm cho nó chắc lại nha. Thế là mình đã làm được một quyển sổ cực kỳ đẹp luôn rồi đó. Giờ chúng ta chỉ cần dùng kéo cắt nó ra thôi. Rồi bây giờ thì mình tới bước trang trí cho nó nữa là xong rồi.
Thì để trang trí thì mình lại tiếp tục sử dụng băng keo hai mặt nhé. Mình vẫn mãi là một fan bự trong một năm tới nữa đấy. Nhân tiện thì mình sẽ dán vào một bên của đồ trang trí, mà còn lại thì có những hình trái tim để dán lên, và chữ nổi này cũng sẽ được dán lên ngay lập tức luôn nhé. Và mình đã hoàn thành xong toàn bộ quyển sổ nhỏ này của mình rồi đây. Ta-da! Đây là những trang đầu tiên và rồi kế tiếp nữa nè. Nó thật sự có rất nhiều chỗ để viết trong này đó nha. Các bạn có thể làm nhiều và dày hơn nữa. Thì ở đây mình sử dụng là 3 tờ giấy A4. Các bạn có thể tự sử dụng thêm nhiều nữa, tùy theo ý thích của các bạn nhé. Có thể làm toàn bộ cuốn sổ này dày lên nè, các bạn có thấy ở đây. Mình mong là các bạn thích ý tưởng này và vui khi làm nó nhé. Bạn của mình vừa mới cho mình một tập sơ mi nhỏ. Và chắc là ai mà quen mình đều biết rằng mình rất thích mấy đồ những tập đựng hồ sơ như thế này đây. Và mình cũng thấy nó cực kỳ thiết thực cho việc học ở trường, để đựng những vật nhỏ nhỏ như là giấy tờ nè, để cho nó không bị mất chỗ này chỗ nọ. Và mình có thể luôn có một chỗ để đựng những vật như thế này. Để làm thì ở đây mình có loại giấy hoa gạc tông. Mấy cái này thì mình đã giới thiệu với các bạn ở video trước đó rồi nha. Mình có ở đây những cái kẹp nữa nè. Những cái này thì mình mua từ cửa tiệm, nó không thực sự cần thiết lắm, nhưng mà mình sẽ dùng nó để kẹp những bì hồ sơ lại. Và mình sẽ cần một cây kéo nè, bút chì, cây hước và một cuộn băng keo hai mặt. Ở đây có quá trời họa tiết xinh đẹp luôn, không biết nên chọn cái nào để làm đây ta. À, mình nghĩ là đây, cái này mình đặc biệt thích nhất luôn. Tờ giấy loại cạc tông này có độ dài theo mình nghĩ là 30 x 30 cm. Mình sẽ xem ở đây. Đây, nó cũng tầm khoảng 30 cm và diện tích tổng thể là khoảng 30 x 30 cm. Ở mặt sau của tờ giấy này chúng ta thì nó có màu trắng nè. Vì vậy nên bây giờ thì mình sẽ phác thảo một vài đường để định hình cho thiết kế nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục với cái bìa đựng này. À, cái bìa đựng này của mình sẽ là một bìa đựng nhỏ, khá là nhỏ luôn. Thì nếu mà các bạn muốn có một cái bìa đựng lớn hơn thì các bạn có thể sử dụng một tờ giấy to hơn nha. Mình sẽ đánh dấu ở chỗ này 12 cm, đánh một dấu ở ngay đây. Sau đó thì một dấu nữa sau 2 cm. Sau đó lại 2 cm nữa. Và cuối cùng là 12 cm. Đo tương tự và đánh dấu như thế với phía bên kia của tờ giấy. 12, 2, 2, 12. Bây giờ mình sẽ nối hai điểm đánh dấu ở đối diện nhau lại. Các bạn có thể thấy được là nếu như mình có được một cây hút dài thì chuyện này sẽ không khó tí nào cả nha. Bây giờ thì sẽ đến với phần đánh dấu tiếp theo. Và để làm như thế nào thì mình sẽ đặt thước lên đường kẻ này, không quan trọng là cái nào. Thì ở đây mình sẽ đánh dấu cách đây 5 cm, tiếp đến 3 cm và 1 cm. Thì mình có ở đây 1, 2, 2 cm. Tương tự như thế với phía bên kia của tờ giấy, lại 1 cm cách mép giấy nè, rồi tới 2 cm, rồi tới 2 cm. Để có thể kẻ được đường này đẹp hơn thì mình sẽ lại đánh dấu ở phía bên này lần nữa nhé. Đặt cây hước nằm ở đây và kẻ một đường thẳng qua đây. Và tương tự với phía bên kia. Ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây đường thẳng hơi bị lệch một chút, nhưng mà không sao cả nha. Mình sẽ nhìn cái đường kẻ ở phía bên trong. Tất nhiên là các bạn phải đo nó lại một lần nữa để xem là mọi thứ có đều hay không nhé. Và nói chung là nó sẽ nhìn tương đối như thế này đây. Ở chính giữa của chúng ta có 3 đường kẻ. Và ở mỗi bên ngoài như thế này sẽ có 3 đường kẻ nữa. Và ở trên này thì có thêm một đường kẻ nữa. Bây giờ thì mình sẽ cắt một vài phần đi. Mình sẽ cắt cái phần góc này đi nè, phần góc này nữa. Và mình sẽ cắt nguyên phần này ra ở đây. Và ở đây. Vậy là mình đã cắt những phần đó đi rồi nha. Và bây giờ thì mình sẽ đến phần gấp. Mình sẽ gấp tất cả các chỗ có đường kẻ như thế này. Mình sẽ lật tờ giấy lại để mình làm nó một cách chính xác hơn nhé.
Mình đoán chắc là các bạn cũng đã nhận ra cách mà nó sẽ được gấp lại với nhau như thế nào. Ai thích thì bây giờ bạn có thể dán những chỗ này lại với nhau ngay bây giờ luôn. Mình gấp chỗ này lại và dán những cạnh này lại với nhau. Nhưng mà ai muốn nó hợp tế và chia thành nhiều ngăn hơn, thì cần có thêm một tờ giấy cạc tông nữa và tờ giấy đó phải có độ rộng bằng tờ này nha. Vì vậy nên mình phải đo lại ở đây một lần nữa. Ở đây là 12 cm và ở đây thì là 20,7 cm. Chính xác là 12 nhân 20 20,7 cm ở khu vực này. Nên mình sẽ cắt một tờ giấy cắt tông khác. Một lát sau thì mình đã có một tờ giấy 12 nhân 20,7 cm rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ dán những chỗ gấp này lại với nhau. Và sau đó mình sẽ có một túi đựng hồ sơ được chia làm hai ngăn ở phía bên trong. Mình sẽ gấp vào trong 2 cm, 2 cm ở ngoài và 1 cm nữa vào trong. Ở đây thì mình sẽ dán một miếng băng keo hai mặt ở đây, tương tự với phía đối diện. Trong, ngoài và trong và băng keo hai mặt. Ở đây thì mình sẽ sử dụng loại băng keo bình thường thôi và có thể sử dụng loại keo nước cũng được nhé. Ở đây thì mình có thể thấy là nó bị dư ra một khúc ở phía bên trên như thế này nè. Chắc là lúc này mình chưa cắt chính xác lắm. Giờ thì mình chỉ cần cắt dọc qua thôi nhé. Thế là cái khung cho túi đựng thế là xong rồi nè. Và tiếp theo thì tương tự như lúc nãy, cũng dùng băng keo hai mặt và sau đó dán lên trên. Và thế là xong túi đựng của chúng ta rồi đây. Ở phía dưới này thì mình có một chỗ hổng như thế này đây, mình không thể bỏ cái gì nhỏ vào được. Nhưng mà cách đó thì mình có thể đặt cho cái túi đựng của chúng ta đứng xuống như thế này để đứng được. Và trong này thì mình có khá là nhiều chỗ để đựng đồ vào trong đấy nha. Ở đây đựng rất nhiều đồ lắm luôn nè. Quả thật là một cái túi đựng xinh xắn phải không nè. Và ở phía bên trên này mình đã chừa một phần nè. Và bây giờ thì mình chỉ cần gấp nó lại mà thôi. Mình có sẵn đây mấy cái kẹp và mình chỉ cần dùng nó để gấp lại nhé.